Hello các bạn, ở trong video này mình sẽ giới thiệu về các thiết bị mạng phần cứng. Đấy, ở đây các bạn nhìn thấy một cái tủ rách và trên đó đang lắp đặt các cái thiết bị. Đấy, trên cùng là một thiết bị tường lửa Cisco ASA5506X. Đấy, các bạn nhìn quan sát. Và thiết bị này sử dụng để bảo vệ cho toàn bộ hệ thống mạng khi mà đấu nối ra Internet. Đấy. Thế ở dưới là hai máy chủ. Đấy, đây, chúng ta quan sát là máy chủ. Đấy, của hãng HP đang hoạt động. Đó. Rồi, dưới nữa, chúng ta xem là những thiết bị gì. Đấy. Đây, đây là thiết bị switch lớp 3, đấy, màu đen ở đây. Với các cổng, đấy, cổng phát Ethernet, tức là cổng 100 Mbps một giây. Và ở đây chúng ta nhìn thấy cái nhãn hiệu Catalyst 3650. Đấy, đây nó hơi mờ chút, đây các bạn nhìn ở đây, quan sát ở đây một chút, để chờ cho nó lấy nét. Đây, Catalyst 3650, 24 cổng phát Ethernet và 4 cổng 1 gigabit, tức là cổng 1000 megabit một giây đấy. Đấy, các bạn quan sát đây. Rồi đây là các cái cổng phát Ethernet để chúng ta đấu nối với các thiết bị đầu cuối hoặc với cái switch lớp 2. Đấy. Đây các bạn lưu ý, đây là switch lớp 3, tức là có khả năng định tuyến như một router. Đây là nhãn hiệu thiết bị này, các cái đèn cảnh báo. Đấy. Và cái cổng console mini USB. Đấy, cùng và cổng USB. Đây. Đấy. Thì thiết bị switch này có thể đóng vai trò là hệ thiết bị truyền mạch trung tâm cho hệ thống mạng của doanh nghiệp. Bên dưới thiết bị switch là một thiết bị router. Đấy, các bạn có thể thấy thiết bị router đây. Đó. Đây là cái dòng router 4300 series. Đấy. Và đây là các cái nắp đậy, cái khe cắm của nó. Đây. Đấy. Khi mà chúng ta cần mở rộng cái cần thêm các module cổng thì chúng ta có thể tháo cái nắp đậy này ra và cắm cái module cổng vào. Đấy. Và đây là cái thiết kế có tính module. Khi chúng ta cần mở rộng là chúng ta mở rộng được ngay. Chúng ta cần mua thêm cạc và cắm vào các cái khe cắm này. Đấy. Đây là cũng là các cái nắp. Đấy, cái nắp đậy và các khe cắm. Đấy. Thế còn ở đây các bạn có thể thấy là có 4 cổng gigabit. Đấy. Trong đó có 2 cổng quang. Đấy. Và 2 cổng dùng cáp đồng. Đấy. Gigabit. Và được ký hiệu bởi chữ GE không, và các số hiệu của nó ví dụ 000 hoặc là 001. Đấy. Đấy, và cái cổng quang này để hoạt động được các bạn phải cắm module quang vào đây. Đấy. Thì đó là cái hệ thống mạng mình muốn giới thiệu với các bạn. Tiếp theo đây thì mình sẽ giới thiệu về thiết bị switch access hay là switch lớp 2. Đây các bạn nhìn thấy đây là các cái đèn của thiết bị switch này. Đây là switch 2960. Đây là bó cáp nối từ các cái thiết bị đầu cuối, tức là các cái máy tính của người dùng vào cái switch này. Đấy, đây là các cái đèn cảnh báo. Đây là các máy tính của người dùng đây. Đó, các bạn thấy một dãy các máy tính đã được đấu nối vào cái switch lớp 2 này. Đó. Đấy, thì đấy chính là toàn bộ các cái thiết bị trên cái tủ rách mà mình vừa giới thiệu.